Chào các em. Chúng ta cùng nhau giải vòng số 1 Olympic của khối lớp 7 năm học mới 2016-2017 nha. Bài thi số 1. Chọn ô tăng dần ha. Các em chuẩn bị một tờ nháp ha. Rồi máy tính bỏ túi ha. Rồi cái này dùng máy tính là chủ yếu ra. Tính và lưu lại kết quả ở cái bảng nháp bên cạnh nè. -172 cộng 20 -2016 cộng 152 là bằng -2016. Bên này x sẽ bằng -5 chia cho 10/7. Đổi hỗn số ra phân số luôn mà thì bằng -3.5 à, tức là -7/2 đó. Rồi 217 thì không phải tính gì nữa. Rồi mũ 4 thì bằng 6.25 mũ 2. Như vậy x mũ 2 sẽ bằng 6.25 kia. Số nào bình phương lên bằng 6.25 thì trên máy các em ấn căn 6.25 ha. Là ra 2.5. Như vậy x sẽ bằng 2.5 hoặc là -2.5. Ở đây người ta đòi x âm, vậy các em chọn cho thầy số âm -2.5. Các em thử lại đi ha. Rồi 25% của -5 1/4. Vậy các em lấy -5 1/4. Các em chia cho 100 là được 1 phần. Để nhân cho 25 thì được -21/16, tức là -1.3125. -1.3125. Bài này thay x vô y vô tính thôi chứ gì đâu. 75 - 3 nhân 15, 23 trừ cho y là 16, 210 các em. Ô này các em dùng máy tính giải thôi hoặc là giải bằng tay ha. -0.583 bài này thì cũng đơn giản thôi. 1/2 + 1/4 + 1/8. Các em quên các dấu âm đi ha, mình cộng tổng lại rồi mình trừ một lần luôn đó. Bây giờ ta tính ở dưới này trước, trong thời gian đợi máy tính nó ra kết quả ta tính dưới này trước ha. Rồi thầy sẽ hướng dẫn giải cái này theo kiểu toán học luôn. Đỡ mất thời gian. X mũ 2 bằng 16, vậy x sẽ bằng 4 hoặc là -4. Ở đây người ta đòi x âm, vậy ta lấy -4 ha. Còn đây các em cứ bấm máy thôi. Nó ra 0.9375. Thì còn kết quả này thôi ha.
Bài này thầy hướng dẫn các em cũng đơn giản thôi. Đây, một số 1 đó thôi tính sau đi. Giờ mình tính từ 1 1 phần 2 ha. 1 phần 2 nè, cộng cho 1 phần 4 nè, cộng cho 1 phần 8 nè, cộng chấm chấm, cộng cho 1 phần 1024 ha. Vậy nó sẽ bằng là 1024, chính là 2 mũ 10 đó kìa. Vậy mình quy đồng ha. Đây là 1 phần 2, tức là 2 mũ 1. Vậy nhân cả tử và mẫu cho 2 mũ 9 nha. Rồi. Mẫu chung là 1024, tức là 2 mũ 10 đó. Còn đây là 2 mũ 2, vậy là nhân cả tử và mẫu cho 2 mũ 8. Đó. Cứ như vậy. Này 8 là 2 mũ 3 rồi. Vậy nhân cả tử và mẫu cho 2 mũ 7. Em hiểu không vậy? Không hiểu thì tu tới tu lui là sẽ hiểu thôi ha. Và cuối cùng là cộng 1. Vậy thôi. Đó, như vậy thầy đang tính tổng của 1 phần 2 cho tới đây nè. Vậy cái này nó sẽ bằng là 1023 phần 1024 nha. Đó, lên cái chuyên đề dãy số quy luật trên kênh của thầy là sẽ hiểu ha. Bây giờ cộng thêm 1 nữa. Cộng thêm 1. Thì nó bằng 1,999. Nhưng mà các em đổi thành dấu âm hết nha. Thì tóm lại cái ô này nó ra là âm 1,999 ha. 1,999. Rồi giờ mình chọn cái số thấp nhất là âm 2016, rồi tới âm 4 ha, rồi tới âm 3,5, rồi tới âm 1,9. Ồ, coi chừng âm 2,5 chứ, rồi mới tới âm 1,9, rồi mới tới âm 1,3. Đó. Giờ mấy số âm nó chết hết rồi, giờ tới mấy số dương 0,5 trước ha, 0,5. Rồi tới 0,9. Rồi tới 210. Và cuối cùng 217. Vậy là ta xong ha. Hai góc bù nhau thì cộng lại 1.8. Quá dễ dàng, lớp 6 cũng trả lời được. Cái này thành 5 mũ 5 nhân 2 lệ thừa cục cơ số nhỏ hơn 0. Đây là có số 1 bỏ. Ở đây là âm 1 trên âm 3 là có là thành 1 phần 3, là thành số dương rồi, bỏ. Ở đây là số trừ 0 là số 0. 0 thì đâu có nhỏ hơn 0, bỏ luôn. Vậy đây, đây là đáp án các em. Số góc nhọn là 4. Nhọn là nhỏ hơn 90 độ các em nhé. Rồi góc bẹt SOE. OT là phân giá góc XOE. XOE là góc bẹt, OT là phân giá góc XOE. Vậy nó sẽ chia thành hai góc 90 độ, hai góc vuông á. Rồi OZ là phân giá của góc OT. Vậy nó chia cái góc vuông đó thành 45 độ với lại 45 độ ha. Rồi vậy góc XOZ, OZ là phân giá của góc XOT, vậy nó sẽ bằng 45 thôi, XOZ bằng 45. Các em vẽ hình nữa coi, thầy tính nhẩm trong đầu. Số nguyên tố nhỏ nhất có 3 chữ số thì là 101, các em tự tính lại đi ha. Góc tù thì lớn 90 độ, trời hỏi là anh xem ha. Bộ chung nhỏ nhất của 8, 9 và 12 thì là 72 luôn các em. 72 là chia cho 8, 9 là chia cho 12 luôn.
Rồi, tìm phân số A phần B bằng phân số này. Bài này thì có nhiều em sẽ không biết giải nè. Vậy cái phân số mình cần tìm á, nó sẽ là 18 phần trên 27 phần. Để khi rút gọn là nó ra 18 phần 27, đúng không? Và ước chung lớn nhất của nó là 17. Giờ 18 phần 27 là rút gọn nha. 18 phần 27 thì các em phải rút gọn, tôi bị lừa đó. 18 phần 27 là các em chia cả tử nhân mẫu cho 3 ha. Vậy nó bằng 2 phần 3. Vậy thực ra tử là 2 phần, mẫu là 3 phần ha. Ở ước chung lớn nhất cả tử và mẫu là thành 17. Như vậy là thầy lấy cả tử và mẫu thầy nhân cho 17 thôi. 2, 3 nhân 17 nè, dưới nhân 17 nè. Vậy nó sẽ bằng là 34 trên 51 thôi, đúng không? Vậy các em thấy là 34 trên 51 rút gọn là ra bằng phân số 18 và 27. Rồi 34 và 51 thì có ước chung lớn nhất là 17 gì nữa, đúng không? 34 phần 51 đây, nó đây. Rồi cái này là dãy số bổ củi. A nó sẽ bằng 1 trừ cho 1 phần 2 cộng cho 1 phần 2 trừ cho 1 phần 3 cộng vân vân cộng cho 1 phần 9 và trừ cho 1 phần 10. Tại sao thì các em lên cái chuyên đề dãy số có quy luật để em nghiên cứu ha. Cuối cùng nó bằng 1 trừ cho 1 phần 10, tức là bằng 9 phần 10 đây. Đây, bài thi cuối cùng, đề lớp 6 thì khó lắm nha, đề lớp 7 thì lại dễ nha. Rồi, ước chung lớn nhất sẽ là 8 thôi chứ gì. Rồi cái này mình thích thì mình phá ngoặc ra làm, còn không lười thì bấm máy luôn. Bằng âm 3 cái. Không gặp trở ngại gì nhiều ha. Số nguyên tố lớn nhất có 3 chữ số. Thì các em cứ lấy 999 lùi xuống dần dần thôi. 99 là chia cho 3, 98 là chia hết cho 2, 997 được rồi. Rồi, đúng là số nguyên tố luôn. Dùng máy tính bỏ túi thầy thấy đúng số nguyên tố luôn. Tôi chép. Xin lỗi các em nha, các em coi lại 907. 997 nhá. 997 xin lỗi các em nha. 997 thầy trong đầu nhập tâm gọi là 907 là sai rồi ha. Thôi, không có sao cả. Rồi bây giờ mình tính. Mình tính cái bên trái ha. Mình tính bên trái nè. -8 phần 3 cộng cho -2 phần 4, tức là -1 phần 2 đó. Thì nó bằng là -3,1666. Rồi, mình tính bên phải là -19 phần 10, -3 phần 5 nữa thì nó bằng -2,5. Vậy số nguyên nào lớn hơn -3,1 thì đó chính là -3 ở -2. -3, -2 tính lại ra. -3,1 đúng rồi.
2,5 đúng luôn. Lớn hơn âm 3,1. Vậy có hai số lẫn nha. Số nguyên thích hợp vào chỗ chấm chấm là âm 3 thôi. Âm 3. Âm 2 thì nó vọt ra ngoài vùng đó rồi, đúng rồi. 2 mũ 30. 2 mũ 30 này là bằng 2 mũ 3 tất cả mũ 10. Ha. 2 mũ 3 là tất cả mũ 10. Vậy nó sẽ bằng 8 mũ 10. Còn 3 mũ 20 thì nó sẽ bằng 3 mũ 2 tất cả mũ 10, tức là bằng 9 mũ 10. Vậy 8 mũ 10 thì rõ ràng nhỏ hơn 9 mũ 10 rồi, không có nói lăng tăng gì nữa đúng không? Rồi bội chung nhỏ nhất của 12 của 18 tính trước đi. Bội chung nhỏ nhất của 12 với 18. Là 36. Rồi giờ ta tính tiếp bội chung nhỏ nhất của 36 với lại 30. 180 nha. Rồi, các em nhớ chia sẻ cái kênh của thầy cho càng nhiều học sinh càng tốt ha, để thầy có khí thế thì làm tiếp các clip khác nữa. Thầy rất muốn lan tỏa kiến thức đối với các học sinh giỏi ha. Rồi chào tạm biệt các em vậy nha.